Xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay sau hôm vừa rồi đã đưa những cái quả pháo bị hỏng ra thì hôm nay tôi lại tổng hợp tất cả những cái quả pháo mà nó phải nói rằng từ trước đến bây giờ là cái quả pháo đất nó là đỉnh cao, một quả pháo nó ra dài dây và đẹp nhất. Đấy để cho các bạn thưởng thức. Thì nói cái trò chơi pháo đất này thì các bạn thừa biết rằng vào cái mùa lễ hội ở cái vùng đồng bằng Bắc Bộ thì nó là như là một cái món ăn tinh thần mà toàn dân từ già cho đến trẻ là ai người ta cũng rất là đam mê cái trò chơi này. Và sau đây là tôi sẽ đưa các bạn đến với những cái quả pháo đất mà phải nói rằng nó ra đẹp nhất. Xin mời mọi người. Không những giỏi về Photoshop mà còn giỏi, không những giỏi về Photoshop mà còn giỏi cả pháo đất. Quả này có thể được lên đến ngoài 8 thước. Quả này 85 rồi. Khoảng 82 nhỉ. Kinh nhỉ. Ra chưa kinh. Quá đẹp. Sợ rồi. Ra đẹp. À cũng xem đấy. Đó. Và một thanh niên. Ôi. Anh đưa một tạc vào lưỡi rồi. Ôi trời ơi. Thank you.
quay mạnh vào chứ khóa vừa đấy là hơi yếu đấy. Cái này quay mạnh vào chứ khóa vừa đấy là hơi yếu đấy. Ui giời ơi.
chín rồi đấy. Con này chín rồi đấy.